quá chừng nè chị, trời ơi, cái con thỏ nè chị. Mấy cái gian hàng là hết trơn luôn rồi nè mọi người, trống lỏng luôn, người ta mua hết trứng luôn rồi. Chị hello cô chú nè, quay cho chị con nè. Hello mọi người, hôm nay sắp tới ngày lễ gì ta, Easter là ngày lễ phục sinh phải không? Hôm nay mình sẽ đi mua quà cho các bạn nhỏ, cho mấy bạn hàng xóm nè, rồi cho mấy đứa cháu và cho Chi Chi nữa. Mình cùng đi nha mọi người. Cái shop đồ chơi này rất là lớn các bạn. Có khoảng hơn 10 dãy đồ chơi như vậy đó. Cái khu này là cái hàng này là cho các bé gái nè. £75. Yeah. Chị nó thích mấy cái này nè. Đó. Trời ơi. Here, look. If you can get that one. It's up the adventure house, look. Đẹp quá chừng nè chị. Trời ơi, cái con thỏ nè chị. Is that all you want? What you just want that? Because you can all... You can also have a look at this, look. Look, you've got the one with the little car, right? You've also got the one with the little house. Let's quickly have a look, just to see how much it was. That one, I want that one too. That one's £20. That is £20. And this one was, and that one was £15, so you've only got £5 left anyway. Ah, we buy the book with the sticker before. Another sticker book. Sticker. I want a sticker book now. Huh? You want me to carry it, babe? You want me to carry everything? Shall I carry them? Yeah. Right. Come on then. Bây giờ mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần sau nha các bạn. Cứ cuối tuần là mình sẽ mua đồ ăn cho nguyên một tuần vậy đó. Ở đây người ta đang quyên góp từ thiện để hỗ trợ cho người dân Ukraine nè các bạn. Lễ phục sinh cho nên người ta có bán những cái chú thỏ này để trang trí nè mọi người. Trứng là tới bây giờ hết luôn rồi, mấy cái gian hàng là hết trơn luôn rồi nè mọi người, trống lỏng luôn, người ta mua hết trứng luôn rồi. Đi con. Chị có gì đưa mẹ coi coi. Thank you.
Giờ con chơi cái nào trước nè, mở nào ra trước. Hello nè. Hello. Hello everybody. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Mẹ đứng đây được rồi. Mẹ đứng đây mẹ quay phim nè. Sao hả? Chéo. Ở mấy cái bàn này màu đẹp quá nè chị nè. Rainbow kìa chị. Yeah, rainbow kìa. Nè, ở đằng đây có đồ chơi nữa kìa chị kìa. Chị.